Xin chào. Lâu lắm không nói chuyện. Alo, có ai chưa? Một cái xem. Một trăm hai chín người, chào mọi người nhá. Chào anh Trần. Chào Huyền Trang nhá. Chào Trang. Đợi gì? Chào Duyên nhá. Chào Thành My. Chào Thùy Dung. Chào Hải Băng nhá, chào Ngân. Mọi người nghỉ hè chưa? Mọi người được nghỉ hè chưa? Chào Nguyễn Ly. Các em được nghỉ hè chưa? Mọi người được nghỉ hè chưa? Chào mẹ trẻ con nhá. Chào Subibo. Chào Lăng Lăng, chào Lùn Quỳnh. Chào Hê Linh. Sao toàn chào đấy mọi người, không hỏi gì à? Anh hát mùa đông của Eric đi. Anh hát chán lắm em ạ. Anh hát kiểu cả thế giới nó sụp đổ luôn đấy. Được nghỉ hè rồi, anh còn phải thi kiểu à, phải thi thêm 1-2 tuần nữa mới nghỉ, không mệt vãi, học đại học mệt lắm. Chào Min nhá. Chào Tiến Dũng. Hello anh Tuna, anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 1997 em ạ. Động cơ nào khiến anh like tối nay? Chỉ đơn giản là hôm nay anh rảnh thôi. Anh cả hò em đi. Anh yêu ai? Anh yêu bố mẹ anh yêu gia đình anh yêu bạn thân anh. Anh thi đạt được bao nhiêu điểm? À, anh thi năm ngoái anh thi được 23 điểm rưỡi em ạ. Chị bầu đâu rồi? Chị bầu ở bên phòng chị bầu rồi. Em còn thi vào 10 nữa ấy Tun. Cố lên nhá, tầm 1 tháng nữa là... À, các em sắp thi đúng không? Các em thi vào 10 sắp thi rồi đúng không? Anh học đại học gì thế? Anh học Học viện Báo chí và Tuyên truyền em ạ. Anh bảo anh hát mà. Nhưng anh hát chán á. Con đang khóc một mình như là sương mù mờ lạc trong đêm. Anh ơi, em thích một bạn mà bạn ấy đẹp lắm nhưng không dám nói giờ sau ấy. Mạnh mẽ lên em, tuổi trẻ mà, thoải mái lên. Anh sinh năm 95 ạ. Không, anh sinh năm 1997 ạ. Anh bảo chị bầu sang live với anh đi. À, chị bầu đi chơi rồi chứ không phải là chị bầu bên phòng đâu, chị bầu đi chơi rồi. Chị hâm mộ em ạ. Chị hâm mộ em lắm, em cảm ơn chị ạ. Chào chân dài nhá. Anh thi khối C à? Không. Anh thi vào trường là anh thi tổ hợp toán văn năng khiếu và anh thi lấy điểm của em ạ. Anh làm vlog mới đi. Đây này, anh vừa mặc áo mới, đeo đồng hồ mới và cả vòng cũ để anh quay được quay vlog rồi. Thứ năm up nhá. Anh Tuân cài cúc áo nhìn nghiêm túc vãi. Cười ra nhá. Bắn tim đi anh. Bắn tim. Hâm mộ anh Tuân dã man luôn. Cảm ơn em. Thôi ông ơi đừng hát thảm họa với cả đái. What the fuck? Anh đẹp trai quá, cảm ơn em nhá. Học lại không được nghỉ hè ông ơi. Khổ thân vãi. Chắc là tôi không phải học lại môn nào đâu ông ạ. Ông năm nay năm thứ mấy rồi? Tôi vừa vào năm thứ nhất xong. Nhưng tôi vẫn còn nhớ như in kiểu giờ này năm ngoái kiểu đang học kiểu hộc mã luôn. Học như kiểu là kiểu kiểu giờ nào tôi học luôn. Tôi học từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 45 tối. Hôm nào tôi học đều đặn như thế. Nhưng mà giờ kiểu đã vào đại học năm nhất rồi thấy nhanh quá. Hết năm nhất rồi chứ. Cười cái xem nào đây. Học viện cảnh sát trò đón anh. Hôm nào sang học viện cảnh sát chơi nhá. Chào Binber, chào Nhật Vi. Tăng động quá ông ơi. Tôi là kiểu con người kiểu thuộc về kiểu bị tăng động thật đấy. Tôi bị tăng động thật đúng không ạ? Anh Tun giả giọng gái đi. Anh Tun giả giọng gái đi. Thở mãi.
Anh ơi, hỏi nhá. Ừ, em hỏi đi, mọi người hỏi đi. Ông học hành gì? Tôi luôn luôn đặt việc học lên trên hàng đầu ông ạ. Không học là không làm gì được đâu. Phút ban đầu. Anh muốn có bạn gái không anh? Không, hiện giờ anh chẳng muốn yêu ai cả. Làm trò dễ thương đi chế. Dễ thương cái gì nhỉ? Đấy gọi là dễ thương đấy không ạ? Chào Trang Anh nhá, chào Linh Đan. Ơi Tu này, chào An Phạm. Tha cho cái loa của em đi. Loa là của em. Loa của em, của thân em. Anh thử nói giọng miền Nam đi anh. Anh thử nói giọng miền Nam đi anh. Trông anh đáng yêu thế. Cảm ơn em nhá. Anh bị sâu răng à? Ở đây. Anh bị sâu răng một cái. Hồi xưa có ăn kẹo nhiều quá, đêm nào cũng ăn kẹo với cả. Xong rồi ăn bánh là nằm xem TV, khổ lắm. Song Ki đã bảo anh có một cái răng sâu mà. Chào Hoàng Giang nhá. Anh Tuân có ý định du học không ạ? Không, anh có ý định du học trong nước thôi em ạ. Béo lên thì phải. Tôi tăng cân rồi các ông ơi. À, không phải tôi béo đâu mà dạo này kiểu tôi tập tạ nặng quá ra mặt cả ngày tăng bè ra. Nhưng mà ở nhìn ở ngoài đẹp lắm. Giọng miền Trung á. Từ từ để tôi hình dung lại cái thằng ngồi bên cạnh tôi nó ở Quảng Ngãi nói giọng kiểu gì nhỉ? Tung ơi, tôi hôm nay tôi mới đi làm về á. Có đúng không? Sao được? Không béo đâu kiểu. Thôi không béo thật, chả là thích đâu. Béo cũng được, béo càng tốt. Tại sao lại xin inbox của em Huhu? Mọi người thông cảm nhá, những cái inbox mà kiểu anh ơi add friend em, anh ơi thêm bạn với em là mình sẽ không trả lời đâu. Bởi vì mình chỉ trả lời những cái câu hỏi mà mọi người đặt ra với mình thôi. Bởi vì mình ngại trả lời mấy câu hỏi lắm, ngại lắm. Cảm ơn nhá, các ông hỏi tôi nhiều lên. Hỏi càng nhiều càng tốt. Kể chuyện tầm cám đi Tun. Dài dòng lắm luôn, chẳng kể đâu. Sinh năm bao nhiêu thế? Anh sinh năm 1997 em ạ. Sao anh không nhổ răng đi? Anh chuẩn bị đi làm răng rồi. Nhưng mà kiểu bạn anh ấy, những cái người mà kiểu thân quen anh hay là lâu chơi thân với anh lâu rồi ấy, thì người ta bảo là anh không nên nhổ bởi vì đây là cái duyên riêng của anh em ạ. Bạn có thể kể một câu chuyện vừa buồn cười và kinh dị được không? Không, mình không có tài năng kể câu chuyện đấy. Anh cười và nhắm mắt đi. Thôi, không nhắm mắt đâu, ngại lắm. Em comment mà anh không trả lời, anh nhìn thấy rồi đấy. Chu cái mỏ, cái đi anh. Đấy gọi là chu cái mỏ, cái đi anh đấy. Xanh Tung chào em, chào Minh Chiến nhá. Quê ở đâu vậy anh? Quê anh ở Bắc Ninh em ạ. Ngành báo chí có khó thi vào không anh? Khó hay không là anh nghĩ là do năng lực của mình thôi. Chứ chẳng khó với những người chăm học và chẳng dễ với những người mà không học thôi em ạ. Anh không chơi Bigo nữa ạ? Anh có chứ. Anh thỉnh thoảng lúc nào rảnh thực sự ấy thì anh mới lên Bigo. Chào Trang Ú Nu nhá. Chào Dương Thị. Chào Thiên Duyên. Bắn tim. Anh cười ít thôi chết em rồi. Biết mỗi cười chả biết gì cả. Anh có thể nói giọng Quảng Nôm không anh? Quảng Nôm là gì anh không hiểu lắm. Alo alo. Quỳ Thư ơi, chào Quỳ Thư nhá. Sao anh lại cảm ơn và chắp tay vào thế? Kiểu cảm giác kiểu giống người Thái kiểu tôn trọng người nhìn em ạ. Chỉ đơn giản là thế thôi chứ chả cái chắp tay gì cả. Úi cùng quê em lè, hi hi. Em comment mấy câu rồi mà anh không trả lời nhé. Anh nhìn thấy rồi. Ô. Huệ Kẹo, chào Huệ Kẹo nhá. Anh vui tính và cười duyên ghê. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Mọi người hỏi đi, mọi người hỏi nhiều vào. Mọi người hỏi như kiểu có chuyện tình cảm hay chuyện gì đấy. Vân 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 mây mây vào mây mây. Anh học công an gì? Không, anh học báo chí mà anh học công an đâu. Anh có bạn gái chưa? Anh chưa, anh chả có ai. Anh không có người yêu. Giọng là giọng Quảng Nam. Anh không biết nói giọng Quảng Nam bởi vì anh chỉ biết một là kiểu giọng miền Bắc này, hai là giọng miền Nam thôi. Bởi vì anh kiểu bị lộn lắm. Mày béo lên à? Béo lên một cân. Sao anh không trả lời em vậy? Anh có yêu em không? Anh Tu có, anh có yêu.
Với cả mọi người thông cảm nhá, bởi vì quay live thì nó bị vào trong cái ô vuông thì mặt mình sẽ bị bé ra. Còn nhìn ở ngoài đẹp trai lắm. Đùa đấy. Anh ơi, diễn yến hấp đường phèn đi. Anh quên rồi, anh chả nhớ cái yến hấp đường phèn nó như nào nữa. Sang công an báo chí gặp được cậu không? Có. Anh ơi, nói gì tôi có động lực thi đi. Giải phẫu sắp đè chết tôi rồi. Cố lên ông ơi, tôi kiểu cũng đang kiểu bị mấy cái môn đại cương nó sắp đè chết tôi rồi ông ạ. Anh cho xin bí kíp cái mắt hết mụn với, về chỉ lại với ông ấy ra. Bí kíp hết mụn á? Mình nói thật ý, mọi người kiểu cứ lên mạng mà đọc mấy cái mà bí quyết tự nhiên ấy, chứ đừng dùng mấy cái mà kiểu mỹ phẩm. Mà mỹ phẩm thì dùng mấy cái mỹ phẩm từ các cái anh chị mà có nguyên liệu từ tự nhiên chẳng hạn, thì mọi người dùng thôi chứ đừng dùng mấy cái mỹ phẩm mà nó không giống nguồn gốc nhá. Chào Quân Nguyễn nhá. Chào Bí Bích. Nhà Tun có mấy người? Nhà anh Tun có 4 người. Bố mẹ nuôi trái đất là 2, với cả chị gái nuôi là 3, anh là 4. Nói giọng miền Nam đi anh Tun ơi. Nói giọng miền Nam anh Tun ơi. Anh học giỏi nhất môn nào? Nếu mà để nói về học giỏi nhất ấy, thì là anh học giỏi nhất môn toán với cả môn lý em ạ. À, nếu mà học giỏi nhất ấy, thì là môn toán. Anh dùng kem đánh răng gì đấy? Răng trắng à? Kem đánh răng BS thôi. À không phải BS đâu. Mẹ nuôi trái đất mua kem đánh răng gì chả nhớ, màu đỏ nhưng mà thuốc ở trong màu trắng. Mỗi tháng bố mẹ cho anh bao nhiêu tiền tiêu vặt? À, mỗi tháng bố mẹ cho anh tiền tiêu vặt là 0 đồng, bởi vì anh đã kiếm được tiền rồi đấy. Anh không xin bố mẹ anh tiền tiêu vặt từ năm anh học lớp 10 rồi, bởi vì lúc đấy anh đã biết kiếm tiền rồi. Thế anh Tun tên thật là gì vậy? Anh tên thật là Phạm Đức Huy em ạ. Phạm Đức Huy. Tun sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 1997. Làm loạn này. A Phi à? Hello anh Tun, chào em. Kèm em toán anh ơi. Thật ra là đầu tiên anh cũng kiểu định vào đại học sư phạm đấy, nhưng mà chả hiểu sao thế nào kiểu cuộc đời đưa đẩy mình vào cái trường báo này em ạ. Anh ơi, trong lớp có một bạn nam luôn luôn đối đầu với em 2 năm rồi mà kiểu thích gây sự á. Vậy bạn đó có nguy cơ nào thích em không ạ? Đối đầu theo kiểu mà kiểu cố tình gây sự chú ý với em, hay là đối đầu theo kiểu ganh ghét em? Thế em phải nói rõ với anh thì anh mới phân tích ra cho em. Bởi vì nó sẽ có hai trường hợp như thế. Chào bạn. Chào Kiều Trang nhá. Chào tên Hàn Quốc. Chào Thảo. Anh kiếm tiền như nào đấy anh? Anh kiếm tiền bằng việc anh... À, năm lớp 9 anh bắt đầu kinh doanh áo đôi. Hồi đấy nhập về kiểu mà... Nhập về là 160.000 một đôi. Thì mình bán 190.000, mình lãi 30.000, xong rồi mình còn free ship kiểu ngu ngốc ấy. Xong rồi về sau đấy thì mình có duyên hơn với bán đồng hồ. Thì anh đã bán đồng hồ được 2 năm rồi đấy em ạ. Chào Việt vớ vẩn nhá, chào Tuấn Kiệt. Anh dân ca Bắc Ninh nên chắc anh biết làm dân ca. Anh hát chèo đi. Không, anh chỉ là quê ở Bắc Ninh thôi chứ anh không biết hát đâu. Tiếng Việt anh còn chả biết hát. Em chào chị Thời Mỹ Linh nhá. Chào Thúy, chào mọi người. Chào Ngọc Mai. Chào Hương Thảo. Quỳnh Kem, chào chào Quỳnh Kem nhá. Linh Nguyễn nhớ ông VL. Cảm ơn, nhớ Linh Mai Linh. Hello. Ước gì có em trai dù rất ghét chị gái nhưng vẫn respect chị gái như Tun. Chị ơi em, trên đời này không có Tun thứ hai đâu chị ạ, chỉ có một mình Tun thôi. Chỉ có một mình em tên là Tun mà em đặc biệt thế thôi. Chào anh cả tỷ lời rồi mà anh không chào lại em. Chào em, chào Việt Hưng hay Việt Hùng vậy? Chào Ngân, anh nhìn rồi. Nói tiếng Thái đi anh. Sân lập xuân đùn đòi, sân lập xin lai bạch. Sân lập cầm lọc mang, nà mang, nó nó. Đấy gọi là tiếng Thái, gọi là tiếng Thái, gọi là tiếng Thái kiểu linh tê, linh tinh, linh tai, linh tinh. Vớ vẩn quá. Chào anh từ nãy đến giờ rồi. Chào Khánh Lê nhá. Chào Phương Moon. Chào Trần Lê Hằng. Chào Trần Tên Mạnh nhá. Mọi người ơi, có gì mọi người có thể share cho mình cái clip live stream này để mọi người có thể nói chuyện với mình nhiều hơn được không? Đấy là kiểu cảm ơn mọi người thôi. Mình không sẽ không sao đâu. Coi coi cái body đi nà. Đây, đây là cái body đi nà. Body Dina, chả hiểu sao Body Dina. Bà lỡ sao em. Hôm nay sinh nhật em, chúc em sinh nhật đi anh. Chúc Linh Nhi sinh nhật vui vẻ nhá. Chúc em ngày càng xinh đẹp, học giỏi và kiếm được nhiều tiền.
Đấy là lời chúc thật lòng nhất từ anh ấy. Anh nói thật đấy. Anh dễ thương chết đi được. Cảm ơn em. Mọi người ấy dạo là kiểu bị béo lên rồi là 6-5 cân. Tôi bị tăng 1 cân rồi các ông ơi. Nhưng mà tăng cân đồng nghĩa là người đã to ra. Người to ra một quần áo sẽ đẹp lên. What the hell. Chào anh 1 tỷ lần rồi anh trả lời lại đi. Chào Minh Thu nhá. Chào Hải Bình Lưu Lưu. Tên kiểu gì mà tên Lưu Lo ấy. Niềng răng điên thôi. Không anh chào bây giờ anh có ý định niềng răng cả. Và đây là cái bộ răng mà trên khuôn mặt của anh thích nhất là cái răng thôi. Mặc dù nó bị sâu nhưng anh vẫn yêu nó. Bởi vì không có gì là hoàn hảo, mọi thứ chỉ dừng lại tương đối. Anh ơi tính anh dễ thương quá. Hè này em có cơ hội có thể gặp anh được không? Được, nếu mà có duyên thì chúng mình sẽ gặp. Ok luôn. Anh sẽ khao em đi uống trà chanh nhá. Chào Ngô Thị Thủy Tiên nhá. Chào Thu Thảo. Áo đỏ chứng tỏ đẹp trai. Cảm ơn. Công ạ, trên này kiểu tôi đã bị xấu đi một phần bởi vì cái mặt tôi nó cứ bẹp xuống này công ạ. Đồng ngoài kiểu tôi kiểu dai dán kiểu thanh niên đứng đắn lắm rồi. Em công bần vừa vừa lấy mà anh không chào em. Chào Hữu Chiến. Huy xuống chim te. Chim te là kiểu cu te á. Chào Phong Tùng nhá. Em yêu anh hỏi chấm. Anh cũng yêu em hỏi chấm. Em hỏi nghiêm túc để anh cao bao nhiêu cấm trả lời 1m50 đấy. Nếu mà hỏi nghiêm túc thì anh sẽ trả lời nghiêm túc là anh cao 1m72. Em thích răng khểnh như anh Thu. Mọi người bây giờ có thể đi làm răng khểnh mà. Làm răng khểnh dễ lắm. Xem con 1000 lần. Chào Đô Đô nhá, nhìn thấy rồi. Chào cánh cứng bọ. Em chào anh tỷ tỷ lần rồi. Chào Ngọc Hà. Nhà anh ở đâu vậy? Nhà anh ở Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội em ạ. Chào Thúy Mượt nhá. Em thấy mặt anh không bẹp. Chào Vân Anh. Sao ạ? Mai anh có đi chơi không anh? Mai anh có đi chơi thì hôm nay anh mới ngồi live mọi người đấy. Tối mai anh đi xem phim X-Men với cả con Mi thằng Bìu. Mi với cả Bìu, bạn thân của cuộc đời anh. Mọi người ơi, mọi người có thể share cho mình cái clip live stream này được không? Để mình có thể nói chuyện với nhiều bạn hơn. Bởi vì hôm nay kiểu mình đã, mọi người hỏi mình nhiều quá mà mình hôm nay mình live bất ngờ quá. Anh nói chúc gua cái gì, bảy, cái gì, anh không nhìn kịp rồi. Tun đồng te, đồng bằng cu, tun cu te, thương anh quán nà. Kiểu thì mình ghét chữ nà thế, nhưng mà kiểu vẫn thích em. Anh ơi làm sao để tăng cân? À, em chỉ cần ăn, ngủ, ăn, ngủ, ăn, ngủ là em có thể tăng cân. Đơn giản, quá đơn giản. X-Men hay lắm anh ơi. Ôi mọi người đợi mình trong 10 giây để đi lấy cốc nước. 10 giây sẽ trở lại ngay lập tức đây. 5, 4, 3, 2, 1, đây về rồi đây. Chào Nguyễn Vượng nhá. Anh hát đi nào, anh đẹp trai thế. Anh hát á. Thôi đừng bảo anh hát nữa, kiểu anh hát xong thì là cũng kiểu có một đám đông nào đó, kiểu một cái thế lực đen tối nào đó nó vào nó chê anh em ơi. Anh xài keo vuốt hiệu gì thế? Anh vuốt Juventus cái gì đấy? Chả nhớ tên lắm, có hình cái đầu sọ em ạ. Lần nào xem cũng bị lag mẹ trời. Chắc là do mạng lag quá. Chào Sơ Xéo nhá. Chúc em chúc em lag ngủ ngon nha anh, chúc em ngủ ngon. Anh ơi em comment nhiều rồi ạ. Chào Thảo Bốc nhá. Anh ơi một câu anh bị răng sâu à. Mà em hỏi đến lần thứ nơ rồi chứ. Ơ anh bị sâu răng. Ôi sao nào. Quay vlog anh hay nói bậy có bị mẹ trái đất mắng không? Hỏi 4 lần rồi. À anh quay vlog á. Anh có thấy anh có nói bậy gì không nhở? Anh chỉ dùng. Anh đã cố tình kiểu anh chỉ ghét những cái từ mà như kiểu là nó không nói bậy ý. Không có từ nào bậy luôn ấy. Anh đã cố gắng không nói bậy mà. Chào anh hơn chục lần rồi. Chào Duy Phong nhá. Chào Hiếu. Chào Ngọc Ánh. Em chả chào anh gì cả. Chào Tẹt Tròn nhá. Bỏ kính ra xem nào anh dai. Nhìn nhá. Bỏ kính ra nhưng mà mắt nó dại lắm anh em ạ. Kinh lắm. Này anh là. Này anh là người đâu đẹp trai muốn xỉu à. Ngại quá. Chào Thùy Linh. Chào Phương Nhây nhá. Chào Lena. Em chào chị ạ. Chào chị. Test Sky ơi. Sky ơi, say oh yeah. Được chưa? Chào chàng trai nông thôn. Chào Cẩm Tiên. Mọi người ơi, mọi người hỏi nhiều đi, mọi người đừng bảo mình chào nữa. Mọi người có thể share cho mình coi như một lời mình chào được không? Mình cảm ơn nhá.
Bởi vì kiểu mình không chào hết ở đâu. Anh học đại học gì thế? Anh học Học viện Báo chí và Tuyên truyền em ạ. Chào tỷ lần không chào lại. Chào Hứa Chibi. Khi nào anh ra vlog tiếp theo ạ? Thứ 5 tuần này anh sẽ ra vlog tiếp theo. Với chủ đề là không hiểu sao đâu ra cái khái niệm bạn của bạn lại là không hiểu đâu ra cái khái niệm bạn của bạn lại là bạn của mình. Chào Nguyễn Hoàng Long nhá. Chào Mia. Nhà anh ở đâu ạ? Nhà anh ở Quốc Tử Giám Hà Nội em ạ. Tu nơi làm răng khểnh có đau không anh? Anh không biết đâu bởi vì đây là răng khểnh tự nhiên của anh đấy. Chào Mộc Di. Anh chúc Hường ngủ ngon đi. Anh chúc Hường ngủ ngon. Anh Tu nhớ châu chó không? Châu chó? Có. Anh bao nhiêu cân? Anh 65 cân em ạ. À không, 64 cân 7 lạng thì phải. Ông dùng dầu gội gì thế? Còn hỏi cái dầu gội của tôi là nhất cuộc đời luôn đấy. Ôi, anh học khoa báo truyền hình. Anh thích nhất đội bóng nào? Anh thích nhất đội bóng Chelsea. Anh có cặp Chelsea đây này, mọi người có muốn xem không? Tôi không xem nhé. Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Anh 19 tuổi ấy. Nhưng mà bọn nó kiểu cứ bảo anh 25 tuổi ấy em ạ. Xong anh bảo là tôi kiểu tôi trẻ đây mà các ông lại bảo tôi 25. Xong rồi tin rằng một lúc sau lại có đứa nó comment tôi tưởng ông 35 tuổi. Ngoài đời anh hiền hơn trong vlog. Thật ra ấy, kiểu mà anh chơi với bạn anh ấy, xong rồi bạn của chúng nó thì nào cũng hỏi chúng nó là mày ơi, thằng Tun ngoài đời kiểu nó khó tính với cả bên đái trong clip không? Biết bọn nó trả lời nào không? Tun hiền lắm. Nhưng mà Tun hiền thật, công nhận không? Chào Cuốn Chảnh nhá. Chào Kiều Ngọc. Chào anh Tun đẹp trai. Mọi người ơi, mọi người có thể share cái clip này của mình thay như một lời chào mà mình gửi đến mọi người được không? Bởi vì mình kiểu không chào hết được mọi người đâu. Cảm ơn mọi người nhá. Anh học đại học đấy sau này ra làm gì hả anh? Anh có thể làm ở trong đài truyền hình, anh có thể làm MC, anh có thể làm nhà diễn thuyết, anh có thể làm người truyền đạt, anh có thể kiếm tiền vân vân và mê mê nhiều nghề mà em. Anh ơi em 15 tuổi, đợi em lớn anh nha, em là người Huế. Ok, ăn thịt cà Huế lắm đó. Đúng giọng Huế không? Uống nước cà chua có tác dụng gì và bị tác dụng phụ gì không ạ? Uống nước cà chua có tác dụng là làm trắng da, khỏe người và chống ung thư. Còn tác dụng phụ thì anh không biết. Anh già vãi đán vào 19. Trêu tôi đúng không? Cố tình trêu tôi đúng không? Mẫu người yêu lý tưởng của tôi là gì? Mẫu người yêu lý tưởng của anh chỉ đơn giản là một người anh thích. Một người mà không hiền lành lắm. Bởi vì anh thấy hiền lành kiểu dễ bị bắt nạt là một. Một người có dám sống, dám làm, dám thực hiện, dám ước mơ. Chỉ cần thế thôi. Với cả nấu ăn con ngon khá khá tí, yêu gia đình nữa. Chào Hoàng Lâm nhá. À chào Lâm Hoàng nhá. Chào em Tuân Thăng Xuân. Em chào chị Bộc Trà. Em hôm nay mặc áo kẻ đẹp trai thế. Không ai mặc áo kẻ đẹp trai thế. Không ai kiểu làm người nghiêm túc không ạ? Không cười nữa. Tôi kiểu muốn bí mật cho các ông một bất ngờ là tôi phải lên đây tôi nghiêm túc nhưng mà ở dưới tôi không nghiêm túc được. Đây. Quả quần này. Dã man, tàn bạo. Tức là chỉ cần nhìn bề trên thôi. Anh đang ép ạ. Đúng rồi, anh đang ép ạ. Anh đang sống một cuộc sống độc thân đầy quyến rú. Chào Diệp nhá. À, anh biết rồi, cảm ơn em, anh đẹp trai. Anh trẻ mà nhìn trẻ con bảo sử. Kiểu nghe câu này xong kiểu mình thấy cái cuộc đời này kiểu đáng yêu vãi lìn. Thích anh nhất trong Gen Z Tế Tun. Chào Tun đi. Em chào chị đi. Chào chị Minh Ngọc ạ. Trước giờ anh đã quen ai chưa? Anh quen nhiều người lắm. Anh quen bạn bè ai cũng quen. Cartoon kìa mày chế. Thế luôn. Chả hiểu sao bây giờ kiểu tôi ở đâu ra cái biệt danh. Tại sao mọi người gọi tôi là Cartoon? What the fuck. Tôi biết là cái Cartoon là nhân vật ở trong cái phim Tình Yêu Không Có Lỗi ở bản thân rồi. Nhưng mà tôi không xem. Chả sao bây giờ gặp ai Cartoon. Chào Cartoon. Cartoon. Mệt. Ông có crush, anh có crush, ai không anh. Tất nhiên là có lúc nào mà mình chẳng có người để thích. Chúc wow 7 bên nhau vui vẻ được không anh? Đấy, chúc vào đấy. Anh có bao nhiêu người yêu rồi? Bí mật sẽ được bật mí khi nào anh công khai. Anh có thân. Anh chúc em sớm có người yêu đi. Chúc Thủy Mui sớm có người yêu nhá. Anh chỉ thích nịnh thôi. Không, thật ra nói thật với em là ai thích nịnh em ạ. Không phải gì đâu nhưng mà nhất là kiểu bọn mình kiểu còn trẻ, bọn mình vẫn chưa kiểu quen được với những cái lời chê bai đâu. Thật ra ai cũng thế, anh nói thật đấy.
Tun ơi, em chúc chị ngủ ngon đi Tun. Chúc chị Linh ngủ ngon ạ. Chị cũng bị gọi là Linh này. Anh chị được. Anh là Cartoon thì nát của anh đâu, chả biết. Nát à? Nát là người yêu con Cartoon à? Đánh đá dòng Cartoon thì sao? Tôi hiền vãi. Hiền vãi lìn. Anh không trả lời đều gì hết. Anh có trả lời đều mà. Anh làm gì mà trắng thế? Chỉ đơn giản là kiểu anh ra ngoài đường thì anh đội mũ hiểm này, anh đeo khẩu trang này, anh mặc áo chống nắng này, thế thôi. Anh chẳng bôi cái gì lên người cả. Em bạn sướng nhất, vừa công nhận không? Quá sướng luôn, thế tôi thề luôn, làm gì thoải mái, chả bao giờ nghĩ đến kiểu người yêu nghĩ gì. Mệt, đau đầu vì các bọn có người yêu lắm. Trang Lệ xinh gái, chúc em sớm có người yêu nhá. Anh Tun dễ thương như này sao chưa có bạn gái ạ? Anh kén chọn không? Anh không kén chọn đâu. Mà anh chẳng qua là anh kiểu vẫn chưa muốn yêu, anh chưa cảm thấy mình lớn quá. À, anh chưa cảm thấy kiểu mình người lớn, chưa cảm thấy kiểu mình đủ tự tin, chưa cảm thấy mình đủ từng trải để mình có thể để có thể yêu một người nào để chọn mẹ. Anh thích cái kiểu mà yêu ai đó xong rồi mình cưới luôn ấy, chứ anh chả bao giờ thích cái kiểu mà yêu nhiều để quen. Yêu nhiều để quen xong rồi về sau kiểu mình sẽ gặp ai kiểu mình cũng yêu. Yêu xong rồi mình trong đầu nghĩ là thôi mình chán rồi thì mình bỏ. Chả bao giờ anh có ý định ở đâu em ạ. Tụi này bao nhiêu kg vậy? Anh 64 cân 7 em ạ. Ở đây nhìn thấy comment của Thu Thảo rồi. Bọn bạn em còn gọi em là Enjoy cơ anh. Anh có thân với anh Huy Cung không anh? Trước thì có thân, bây giờ thì không thân. Học viện báo chí sướng không anh? Nếu em tham gia các hoạt động thì có sướng. Còn anh nghĩ là học viện báo chí là cũng thích đấy. Nhưng mà tội học khổ thôi. Anh có biết là nhìn anh Cưng là không? Yeah. Cảm ơn em đã cưng anh. Mạng lát quá chả thấy mặt anh Tun đâu cả. Này, mặt tôi đây chễm chệ ngồi trước mọi người. Đàng hoàng và nghiêm nghị. Nghiêm túc. Mọi người ơi, mọi người có thể share clip này của mình thay như cái một lời chào và mình gửi đến mọi người được không? Bởi vì kiểu mình không thể chào hết mọi người được, bởi vì mình có rất nhiều câu hỏi. Cảm ơn mọi người nhá. Trời ơi, Liên Thiên trông cái miệng đáng yêu vãi. Anh biết chị Thùy Anh không anh? Anh không biết. Anh ơi, học khoa lý luận có được học mấy môn như khoa nghiệp vụ không anh? Không đâu em ạ, bởi vì mỗi một chuyên ngành là nó sẽ có một cái vấn đề để mình lý giải và mình để hướng theo riêng. Còn nếu mà các cái môn mà như kiểu mình nghiệp vụ mà mình lại dùng mấy khóa lý luận ấy thì nó không thể nào mà tương đồng được. Thế thì học khoa nào mình cũng giống nhau rồi. Anh dễ thương quá, đi chiếm bớt đi. Đây cho em cả bằng cả trái tim anh gửi đến em. Được chưa? Quá yêu thương nhé. Nếu 40 tuổi chưa có chồng thì tôi lấy em nhé. Nếu 40 tuổi mà anh chưa có người thương thì anh lấy em. Chả thấy mặt anh đâu kìa. Mặt anh đây. Anh học khoa gì thế? Điểm chuẩn năm đấy. Anh học khoa báo truyền hình, điểm chuẩn lấy 21 điểm rưỡi em ạ. Heo Minion yêu nhóc mắt rồi. Em cảm ơn chị ạ. Chào Phan Nga nhá. Ừ, anh cũng công nhận là cái comment nó trôi nhanh quá, anh không kịp đọc mất. Biết Tâm Minh Hoàng không ạ? Tất nhiên là có rồi, chị Tâm xíu đúng không? Học trường mình mà. Thôi chờ Tun mãi. Thôi Tun ngủ đi. Ô, đang nói chuyện mà sao lại đi ngủ? Anh nói Thúy Yêu Dũng đi. Thúy Yêu Dũng. Trông mặt bạn già hơn tuổi nhưng đẹp trai. Cảm ơn bạn nhá, mình chỉ cần kiểu đẹp kiểu chín chắn hết được rồi. Làm sao để đẹp trai như anh hả em? Thế thì em về làm con của bố mẹ nuôi trái đất của anh đi. Anh học trường gì cấp 3? Anh học trung học phổ thông Đồng Đai em ạ. Áo đỏ, chứng tỏ. Áo kẻ. Tun ơi, mình yêu nhau đây anh ơi. Yêu luôn. Con gái học báo chí khoa nào đỡ vất vả anh? Anh nghĩ là kiểu con gái mà đã theo cái trường báo chí này rồi thì rất là vất vả. Bởi vì thầy anh đã nói là kiểu con gái mà đã theo báo chí thì chắc chắn là kiểu về sau không được hạnh phúc lắm đâu. Bởi vì mình phải đi suốt, mình làm việc nhiều lắm em ạ. Nên là con gái mà quyết định theo báo chí là khổ nhiều phần đấy. Yêu em này quá, nhìn dễ thương quá đi. Anh cảm ơn chị ạ. Anh xài kem gì vậy? Anh có xài kem gì đâu. Mặt anh và cổ anh kiểu một màu mà sao bảo anh xài kem gì. Chả xài kem gì cả. Bạn sinh năm bao nhiêu vậy? Mình sinh năm 1997. Anh đang mở nhạc của Only C phải không? Đúng rồi. Anh đang mở nhạc của Only C đấy. Anh có người yêu chưa? Anh chưa có người yêu. Em hỏi anh rõ lắm mà anh không trả lời. Anh nhìn thấy rồi. Ban C thi vào trường anh được không anh? Trường anh từ năm anh thi là không lấy ban C nữa rồi em ạ. Năm mấy rồi ạ?
anh học năm thứ nhất. Vuốt tóc chán thế. Không biết vuốt ông ơi, ông dạy tôi vuốt tóc mới. Ông có biết là từ hồi tôi đẻ ra đến cái lúc mà tôi học lớp 12 là tôi suốt ngày để mái không? Đến cái lúc mà tôi bắt đầu vuốt tóc là tôi bắt đầu làm clip ấy ông ạ. Tôi yêu ai? Tôi ai cũng yêu, tôi dễ dãi quá. Không, tôi yêu bằng cả, tôi yêu mọi người bằng cả trái tim. Bởi vì những điều từ trái tim sẽ đến với trái tim. Ok. Nhìn anh mắc cười ghê. Bọn nó bảo anh là kiểu có khuôn mặt gây cười em ạ. Anh có bị lẹo lưỡi chưa? Nãy giờ nói nhanh quá. Quen rồi, nói nhiều quen rồi. Ở lớp kiểu buôn chuyện nhiều quá, quen rồi. Nhưng mà anh có một cái đặc điểm là những người mà anh không thích, cậy mồm anh cũng không bao giờ anh nói được một câu nào đấy. Còn với những người mà anh kích, rồi anh xàm nhiều kinh khủng khiếp luôn ấy. Anh nói kiểu mà kiểu trên trời dưới biển có mỗi mình anh nói chuyện không? Anh nghĩ sao về bắt cá hai tay ạ? Không nên. Chỉ muốn dành một từ là không nên. Bởi vì là quá là tồi. Trường anh có nhận ban D không? Trường anh có nhận ban D. Trong lớp anh này nhiều đứa thi khối D lắm. Nhưng mà lớp anh của nó thi khối D điểm cao lắm ạ. Toàn từ 2-3 điểm đổ lên thôi. Anh ơi, người yêu cũ em muốn quay lại thì sao hả anh? Nếu mà hai người mà vẫn còn yêu nhau, vẫn còn đủ tin tưởng nhau thì chúng ta nên quay lại. Anh nói thật đấy. Bởi vì nếu mà mình mà vẫn còn yêu nhau ấy thì mình sẽ không bao giờ mình yêu được những người tiếp theo đâu. Lần đầu tiên comment mong anh dẹp. Anh nhìn thấy rồi, cảm ơn em. Giọng Hà Nội đáng yêu quá. Cảm ơn chị ạ. Nhưng mà em thấy kiểu cũng tùy từng người đó chị ạ. Nhiều đứa kiểu giọng chóe chóe chóe. Mặt ông giải trí vãi lì đúng rồi. Mặt tôi có tinh thần giải trí. Cho xin uống nước nhá. Mời mọi người cốc nước nhá. Trường Anh có nhận khối A không anh? Trường Anh thì không nhận khối A. Công nhận sức bắn trả lời comment thấy dễ sợ. Anh Tư chỉ em cách tìm bạn tốt. Nếu em mà muốn tìm bạn tốt thì trước hết em phải trở thành một người tốt. Thì em phải mong muốn những người tốt để với em được. Nhưng mà không sao em ạ. Ở cái thời đại này ấy, thì những cái người tốt thì rất hay kiểu bị lợi dụng. Đâm ra là em cũng kiểu không nên sống hết mình quá. Trừ khi là kiểu mình đã có bạn thân từ cấp 2, cấp 1 chẳng hạn. Thì mình nên sống hết mình. Mình chơi nhiệt tình bởi vì những người bạn đấy rất là hiểu mình. Mình đã chơi rất là lâu rồi đấy. Mong em chia sẻ với em. Anh ơi, ông trời sinh ra em sao lại còn sinh ra anh đáng yêu quá đi. Ngại quá, rồi khen tôi vào cái thời điểm này cơ chứ. 97 nhìn già hơn tuổi nhưng đáng yêu. Trái tim. Thật ra ấy, là chả ai nói tôi. Chị thì có mọi người ở trên mạng là nói tôi già hơn tuổi thôi. Còn ở ngoài ấy, nếu mà so mặt tôi với cả những người cùng tuổi ấy, thì là tôi trẻ hơn đấy. Thật đấy. Bọn nó già lắm không ạ? Anh dùng sữa tắm hãng gì thế? Anh chẳng nhớ dùng hãng gì nữa. Anh chỉ biết là mẹ nuôi trái đất của anh là mua một cái chai màu hồng là vị dâu, một chai màu vàng là vị cái gì nhỉ? Cái gì ong ong? À mật ong. Đấy. Miệng nói chuyện dễ thương lắm ý. Cảm ơn ạ. Anh Tuân học trường nào? Anh Tuân học Học viện Báo chí nhá. Chúc cải thảo thi tốt. Anh dễ thương lắm mà nè. Em gái rửa bát đâu rồi? Đấy là con em họ anh đấy, không phải em gái đâu. Nó đang ở dưới nhà nó ngủ với bà rồi. Trường anh không lấy cố C thật không anh? Trường anh không lấy cố C thật mà. Anh thề đến dự, anh thề bằng cả trái tim. Anh 22 chứ 19 đi nữa. Tôi 97. Thật ra là tôi 18 đấy. Đến tháng 11 tôi mới cho 19 tuổi cơ. Tôi đã cố tình ăn dao một tuổi để cho các ông khen tôi là trẻ rồi mà các ông vẫn bảo tôi già. Tổn thương thật sự luôn rồi. Anh ơi, mai sinh nhật nghĩa cũ em mà em còn yêu anh ý, có nên tặng quà anh ý không? Em phải xem là nếu mà anh ý mà chưa có yêu ấy thì anh ý vẫn đang yêu em đấy. Thì em nên tặng quà ấy. Thật ra là con gái bắt chuyện con trai trước chả có vấn đề gì cả em ạ. Anh mặc xịt màu gì đấy? Hỏi vô duyên thế, có thể vào inbox hỏi mà. Đáng yêu của anh ạ, cảm ơn em. Yeah, một like. Ha ha, cái ong ong gì buồn cười quá. báo chí không lấy cố C rồi, từ năm ngoái mình thi là không lấy cố C rồi. Nó lấy thành cái gì nhỉ? Cái gì chả nhớ đâu, mọi người lên xem đi. Em học cấp 3 được năm này. Chào Khôi Phạm nhá. Bạn thân của anh là ai? Bạn thân của anh là Mi và Bìu. Với cả mấy đứa nữa, nhưng mà thân nhất là Mi Bìu thôi. 18 tuổi mà em tưởng 25. Đừng bảo tôi già đấy nhá, còn tôi sẽ bờ lốc kiểu những ai bảo tôi già đấy. Tôi chân thành comment đấy. Người ta yêu anh mất rồi. Trái tim thổn thức đầm thịt 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 thịt. I love you chị chị. Kéo mái xuống thử đây. Kéo cứng rồi anh không kéo mái được.
Nghe anh nói chuyện nãy giờ thân thiện người đáng yêu vậy. Yeah, cảm ơn Phương bé nhá. Anh nói chuyện hay quá, hello anh, cảm ơn em. Ước mơ của anh là gì? Và đã có kế hoạch cho anh. Tất nhiên là anh luôn luôn có định hướng ước mơ rồi. Ước mơ của anh mai sau trở thành biên tập viên của Chuyển động 24 giờ. Và anh sẽ mở một hệ thống nhà hàng. Và anh sẽ kiểu mời mọi người đến, kiểu sẽ có ưu đãi lớn. Nhưng mà mọi người hãy luôn kiểu đồng hành với anh. À, mọi người hãy luôn đồng hành với tôi. Để tôi có thể mời các ông ăn uống mẹ gọi là bệt bét nhè tè ca ở cửa hàng tôi luôn. Thế mà tôi kiểu không bán đồ Trung Quốc đâu. Nhưng mà tôi cắt tóc ngu thế. Tóc chán hãy nhìn thế. Kinh khủng, đừng nhìn tóc nữa. Đéo đi, đéo mời, đéo ai mời mày đi. Anh Tu làm 5 biểu cảm đáng yêu khác nhau cho em xem với. Mọi người phải phải nói biểu cảm như nào thì mình với làm chứ không mình chẳng biết tại sao mình làm kiểu gì đâu. Ông mới nhuộm tóc à? Không, được trước là tôi nhuộm buổi sáng, xong rồi tôi gội đen, xong rồi bây giờ tôi gội đầu nhiều quá nó pha ra cái màu kiểu như cứt bò ấy, như cái cục cứt bò trên đầu ấy. Ông nói ít thôi, bỏ kính ra đi. Tôi nói ít thì ai vào đây chơi với tôi? Nói lẹ dậy mệt không anh? Nói gì nói lẹ giấy mệt không anh? Anh không mệt đâu vì anh nói chuyện quen rồi. Ở lớp ấy kiểu thầy bọn nó thích ngồi cạnh anh cực, anh không nói dối luôn. Kiểu ngồi cạnh anh là anh sẽ cho bọn nó một buổi sáng vô cùng thú vị, hoặc là một buổi chiều tao nhã ngồi nói chuyện cùng một cái thằng mà nói chuyện kiểu rất là kiểu người ta gọi là có muối. Anh 25 tuổi đúng không? Đúng rồi. Anh 25 tuổi đấy. Anh là hát Kiyomi đi. Kiyomi là Kiyomi cái bài đấy á. Bài đấy kiểu đáng yêu không phải lối. Thôi chả hát. Biểu cảm này này. Khó chịu. Đấy. Đấy chính là cái biểu cảm. Hello anh. Chào Thanh Sơn nhá. Lâu lắm không nghe giọng anh. Đây mọi người có thể nghe giọng mình mà. À mọi người ơi, tối thứ năm mình up clip thì mọi người nhớ lên ủng hộ mình nhá. Đây, ô mọi người cái gọi là anh em trong một gia đình. Cảm ơn anh em. Cảm ơn các ông đã luôn bên tôi. Anh xinh trai ơi. Ơi, anh 27 tuổi à? Không, anh 19. Em tán anh được không? Tán luôn, không phải ngại. Nhưng mà căn bản là anh thích em ấy, anh tán anh. Đùa đấy. Nhà em ở đâu vậy? Nhà em ở Quốc Tử Giám, Hà Nội ạ. Nháy mắt á, kinh lắm. Không biết nháy mắt đâu. Anh Tuân béo lên rồi, em muốn thấy chị quái vật. Anh béo lên đồng nghĩa với việc người anh to ra. Mà người anh to ra thì anh mặc quần áo sẽ đẹp lên. Và đấy là điều anh thích. Nhưng mà anh nói thật ý, những cái người béo thì vô cùng tốt bụng luôn. Mẹ nuôi trái đất anh là một điển hình. Anh ăn trầu à mà răng đẹp thế. Ăn trầu răng đẹp á, ăn trầu răng đen xì ý. Anh hát Bắc Kim Thang đi. Bắc Kim Thang cả làng bi rờ, cột qua kèo kèo qua cột, chu ban rầu có cầu mặt tê, chu ban ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bìm thổi tò tí tê tò tê. Đấy, xong rồi, xong bài Bắc Kim Thang luôn. Anh sinh nhật là ngày bao nhiêu vậy? Anh sinh nhật vào ngày 18. Anh có định vô Nam chơi không? Thật ra là hè này mình có ý định vào trong miền Nam cùng chị quái vật. Bởi vì nhà người yêu chị ở trong đấy, nhà người yêu chị ở quận 1. Thì hai chị em mình có ý định vào thành phố Hồ Chí Minh chơi. Và thật ra ấy, bản thân anh có ý định về sau là anh sẽ vào Hồ Chí Minh anh ở đấy. Bởi vì anh yêu Hà Nội, anh cũng thích cả Hồ Chí Minh. Anh thích tất cả mọi nơi và anh muốn đi đến khắp mọi nơi trên toàn quốc. Đấy là kiểu ước mơ lớn nhất của anh. Và anh kiểu muốn trở thành một cái con người mà kiểu nó có ích hơn cho xã hội này. Nếu mà mình kiểu đạt được cái gì, mình đã trải qua những cái thất vọng gì thì mình sẽ chia sẻ với mọi người để mọi người có thể không đi vào. Ô, trời ơi, tôi vừa bị lag xong. Nó không muốn tôi chia sẻ những điều tốt đẹp đấy anh em. Cái wifi này kiểu nó phản chủ quá. Xin tháng nào anh ơi? Xin tháng 11, cung bộ cạp. Tao là cung bộ cạp. Một khi mày đã động đến lòng tự trọng và cái gì quên rồi. Một khi mày đã động đến lòng tao là cung bọ cạp. Một khi mày đã động đến lòng tự ái và sự tôn trọng của tao thì tao sẽ đáp trả lại tất cả những gì mày gây ra cho tao. Đấy là lời nói của cô Lena. Cực khôn khi trả lời. Cảm ơn ạ. Cậu có bạn gái chưa? Tớ chưa. Trường anh lấy khối gì vậy?
trường anh nó thật là năm nay kiểu trường anh kiểu nó lên kiểu trường trọng điểm quốc gia, nó lấy cái khối kiểu gọi là linh tinh kiểu chả biết kiểu gì nữa, khó chịu lắm. Ngủ đi, tôi share rồi, cảm ơn mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người có thể share clip này của mình thay như một lời chào mà mình gửi đến mọi người được không? Bởi vì rất là nhiều câu hỏi mà mình kiểu muốn trả lời mọi người nhiều hơn mà, chứ không phải là mình không muốn chào đâu, cảm ơn mọi người nhá. Em tán anh được không? Được chứ, tán anh luôn, lúc nào anh cũng chấp nhận. Em muốn nghe anh nói tiếng Anh. Ôi lạy chúa, kiểu anh nói tiếng Anh kinh khủng lắm. Hello everyone, my name is Toons, nice to meet you, I'm very happy. Đấy gọi tiếng Anh của anh nhưng mà kinh khủng lắm. Anh đẹp của anh ơi, cảm ơn Hạnh nhá. Anh chu mỏ lần nữa đi anh. Chu mỏ kiểu khó chịu ấy. Anh Tun cho em hỏi này được không? Anh Tun đẹp trai nhưng anh trả lời thật lòng cơ. Anh luôn trả lời thật lòng mọi người từ nãy giờ mà. Bởi vì anh đã nói rồi, những cái điều từ trái tim sẽ đến với trái tim. Mình chân thành thì mọi người sẽ chân thành với mình. Giống như kiểu anh luôn kiểu muốn sống thật ở ngoài đời, cũng như là tính cách của mình ở trên mạng xã hội. Còn ở những cái clip ấy, chỉ là anh cố tình kiểu anh diễn thôi. Còn kiểu tính cách của mình ở ngoài kiểu mình cũng kiểu gọi là hơi nóng tính một tí thôi, nhưng mà mình vẫn kiểu hòa đồng mọi người lắm. Anh cười thì duyên quá, cảm ơn em. Anh nói Thúy yêu Dũng đi. Anh nói Thúy yêu Dũng đây là lần thứ hai. Thúy sẽ mãi yêu Dũng, ok. Sao anh lại dành hết duyên mà bao đứa con gái muốn vậy? À, sao lại thế? Anh vui tính ZL. À anh biết rồi nhá, vui tính dãi lo đúng không? Anh được bao điểm thi đại học? Anh được 23 điểm rưỡi. Nhìn anh chỉ muốn ôm thôi, ôm nhau cái không? Chúng ta sẵn sàng. Đấy, ôm. Anh em tình cảm với nhau mà, ôm nhau cái chả sao cả. Như 16 tuổi vậy. Ồ, kiểu đây là câu trả lời hay nhất mà tôi từng nghe. Để mà lên đẹp hơn anh ơi. Ông ơi, ông thông cảm nhá, kiểu tôi không thể chiều lòng hết được tất cả mọi người đâu. Cái lúc mà tôi hất mái xuống ấy, thì kiểu một số người thích tôi hất mái bảo là ôi anh ơi nhìn anh hiền quá, nhìn anh kiểu này xinh dai quá. Xong rồi một lúc sau tôi lại kiểu để mái, à tôi để mái, xong rồi một số người lại bảo anh ơi em không thích anh để mái tí nào đâu, nhìn anh để mái kiểu gì ấy, vuốt lên đẹp trai hơn. Thế là kiểu mọi người yêu mọi người mà, yêu tất cả mọi người, ra là chiều mọi người tí, ok. Cảm ơn mọi người nha. Anh thấy em dễ thương không? Nói thật nha. Có. Tất nhiên là em phải dễ thương rồi. Bố này nhất quyết không đẹp comment của mình thì bảo ôi bây giờ tôi mới nhìn thấy chị Minh Thư nè. Ông cả tính nhãi luôn. Ô cảm ơn. Anh ơi, thi đại học có dễ như đề bình thường không? Anh nói thật ý. Thi đại học đơn giản, ra đại học mới là khó ấy mà. Ra trường ấy. Anh sợ anh không ra trường, anh học đại học khó quá. Anh đi học bằng lái xe gì chưa? Nói thật, chưa có bằng lái xe đâu, nhưng mà vẫn đi xe máy kiểu vù vù. Đi qua mặt cơ động kiểu thế nó đái mẹ ra quần. Vẫn kiểu cố tình, bởi vì chị đã nói rồi. Chị đã kiểu dặn mình rồi. Mày đi được nhá, mày không được nhìn vào mặt bọn công an. Mày mà nhìn vào mặt bọn công an nó thấy mày sợ nó bắt mình ngay. Thế là nghe lời chị, không bao giờ nhìn mặt bọn công an luôn. Đéo dẹp comment tôi nữa cơ. Tôi có mà, tôi vẫn đẹp comment Bùi Minh Chiến mà. Con gái nên học khối A1 hay D anh? Anh thật sự ấy, anh khuyên chân thành con gái nên học khối D. Bởi vì sao? Khối D là cái khối mà anh cảm thấy mà nó có ích cực kỳ luôn. Mình có tiếng Anh để mình giao tiếp, vì sao mình kiếm tiền. Mình có văn để mình ứng nhân xử thế, bởi vì văn học là nhân học. Mình có toán để mình có đầu óc tư duy và kinh doanh. Đấy là khối D, là khối mà anh yêu thích nhất. Mỗi tội là anh không học được tiếng Anh. Anh nói gì về cung bọ cạp với anh? Em cũng cung bọ cạp này. Cung bọ cạp của bọn mình là những cái người, con người kiểu là bí ẩn ấy. Những cái con người mà kiểu sống thật tình ấy. Những cái con người mà kiểu khó tính. Đấy là những cái anh hiểu về cung bọ cạp. Anh học báo chí và tuyên truyền à? Đúng rồi, anh học báo chí và tuyên truyền. Không bao giờ dẹp được dẹp comment em. Anh có mà. Ôi tôi có dẹp comment của Thu Hà nhá. Tôi có dẹp comment của bà nhỏ nhá. Anh học trường gì thế? Anh học viện báo chí và tuyên truyền. Anh ghét AB. Anh không dẹp comment tôi có. Mọi người ơi, mọi người thông cảm nhá. Mọi người có thể share clip này của mình thay như một lời chào mình gửi đến mọi người được không? Bởi vì kiểu mình không chào hết được mọi người đâu, mình cảm ơn mọi người nhá. Tôi comment 2 lần mà ông chưa trả lời. Mọi người hỏi đi, mọi người comment thế thì mình làm sao mình trả lời được. Dạo này cu tay vậy. Ông ạ, lúc nào kiểu tôi cũng thế này mà, lúc nào kiểu tôi cũng tương tưởng thế này mà. Hát đi baby. Baby, 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 oh.
Hát chán vãi lìn. Chán đâu. Bắn tim. Bắn tim. Anh nói yêu em đi. Yêu bọ cánh. Yêu cánh cứng bọ nhá. Trời ơi sao đặt kiểu tên ngược thế à. Rồi đáng ra phải là bọ cánh cứng nhá. Răng anh dính gì kìa. Răng này là răng sâu nhá. Không phải răng dính hành dính rau đâu nhá. Răng sâu xịn đấy. Công kiểu thấy tôi đặc biệt không. Tôi kiểu 19-20 tuổi vẫn còn cái răng sâu mà không tìm được đứa nào thứ hai đâu. Chỉ có một mình Tun thế này thôi. Uống gì đấy. Đây gọi là nước gì nhỉ? Đây gọi là nước lã luộc. Gọi đi anh. Gọi ai? Alo. Đây tôi gọi đây. Có ai trả lời đâu. Anh Tun cười đẹp trai quá đi. Cảm ơn củ cải đường. Chị biết Tun qua em gái chị cho xem cái clip gì mà nói về 1.000 với cho nhau 10.000 ý. Hay vãi luôn. Tun với chị có điểm chung là hàm răng. Rất vui khi làm quen với chú. Cảm ơn chị. Chúng ta kiểu có một điểm chung. Chị bảo đâu ạ? Chị bầu đi chơi rồi, chị bầu chuẩn bị về rồi, chị bầu chuẩn bị lên phòng chị bầu rồi. Anh và chị bầu block Facebook nhau rồi. 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 có thể hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa toán học 1 cộng 1 có bằng 2. Theo nghĩa khoa, theo nghĩa kiểu sinh học 1 cộng 1 có thể bằng 3 em ạ. Kinh nghiệm. Đẹp trai vãi, vãi trưởng. Oh, bắn trưởng. Bùm bùm. Môn thể thao anh yêu thích nhất là gì? Gym, cầu lông, bơi lội, hết. Chúc tươi Pinocchio ngủ ngon nhá. Bạn có thích làm... Anh có thích anh nào không? Phải thích anh nào à? Có thần tượng mấy anh. Anh nào giỏi hơn mình, nhiều tiền hơn mình thì mình thích. Lên Cao Bằng đi anh. Nếu có gì chắc định sẽ lên. Anh có chơi thân với anh Tân không anh? Anh không, anh không chơi thân với anh Tân nào cả. Anh có mở nhạc mà. Mặt anh béo thế. Không phải đâu. Cỡ lên live stream này kiểu nó bị bè cái mặt ra đây ông ạ. Ông nhìn này. Mặt tôi làm gì có mỡ đâu. Toàn cơ thôi. Bởi vì tôi tập tạ nặng quá. Nhìn anh như 13 tuổi ấy. Thôi 13 tuổi trẻ quá ra mà nó đánh cho đấy ông ạ. Tôi nơi thích mẫu người yêu thế nào ạ. Mẫu người yêu đơn giản của mình chỉ là một người có trí vươn lên. Một con người không hiền lành quá. Cũng gọi là kiểu hơi khó tính một tí. Kiểu những cái con người khó tính thì nó luôn kiểu yêu cầu sự chu toàn. Một con người mà yêu gia đình. Một con người hơi nấu ăn ngon. Thế đó, đơn giản mà. Anh cao mét bao nhiêu? Anh cao mét 50. Anh tập gym bao lâu rồi anh? Anh tập từ bao giờ nhỉ? Anh tập từ tháng 9 năm ngoái đến năm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? Chả nhớ, mọi người tự tính nhá. Anh có nghi yêu chưa? Anh vẫn chưa có nghi yêu, anh không có ý định có nghi yêu nữa. Chán yêu rồi. Anh nhìn thấy con mình có nhung vin ca mà. Sang Nhật chơi đen ơi. Ông phải thông cảm với tôi, kiểu tôi không tự chủ được. À, tôi tự chủ được tài chính nhưng mà cái tài chính của tôi đấy nó không không thể đủ được cho tôi vui chơi. Mà tôi muốn đi chơi lắm, tôi nói thật với ông. Khi nào anh lên nghĩa lộ bơi lội cùng em. Ok. Anh thấy cuộc sống của mình như thế nào khi trở nên nổi tiếng ạ? Mình nói thật với mọi người luôn là chả bao giờ mình coi mình là một người nổi tiếng cả. Giống như kiểu bạn bè mình này, hay là những người mình thân quen ấy, gặp mình ấy bảo à chào người nổi tiếng. Xong mình kiểu mình lúc nào mình khó chịu với cái mình ghét ai nói mình kiểu người nổi tiếng cơ. Xong rồi một số người hỏi mình là kiểu anh nổi tiếng rồi, mày nổi tiếng rồi, mày có quên tao không? Chả giờ quên ai cả. Mình hôm nay nào thì mình ngày mai vẫn thế. Chỉ có mình tiến bộ thôi chứ mình chả giờ mình có ý định đấy. Nhưng mà một số người mình thấy kiểu nổi tiếng bây giờ ấy, kiểu họ khinh người lắm. Họ lúc nào cũng tỏ ra khinh khỉnh kiểu mày là thằng kém tao, mày là thằng chẳng nổi với tao nữa, tao chả cái gì tao phải chơi mày cả. Đấy là điều không nên. Chả giờ mình coi mình người nổi tiếng cả. Tôi thật đấy ông nhá, tôi mà kiểu coi mình người nổi tiếng thì chả giờ tôi lên đây kiểu tôi sàm xì với các ông cả. Các ông phải hiểu tôi thế, các ông phải luôn bên tôi. Hãy coi tôi là một người anh em trong gia đình đi. Lâu không gặp anh Tun đẹp trai em rồi nhá. Oh, cảm ơn. Anh Tun yêu anh, yêu em. Không hả, cục học sinh đúng đa các bạn. Anh có chứ. Anh yêu trường anh yêu em. Anh Tun chào em đi, chào mọi người nhá. Sao anh lại không có định yêu nữa? Chỉ đơn giản là anh bây giờ anh đang đọc, anh đang bị đặt nặng cái việc mà mình phải kiếm tiền ra nhiều quá em ạ. Bởi vì anh nghĩ là mình phải làm một gì đấy để mình kiếm được nhiều tiền thì bố mẹ mình sẽ đỡ khổ hơn là việc yêu.
Mình yêu vào thì mình cũng có được gì đâu, chỉ là mình yêu đời hơn một chút. Mình yêu hơn một chút rồi mình lại phải buồn hơn một chút. Đấy là điều không nên. Không phải là không nên mà theo anh thì là không nên với anh thôi. Còn mọi người yêu thoải mái. Toàn các ông thế, thế các chị đi đâu rồi? Không phải đâu ông ạ, bởi vì tôi quen gọi các ông với cả các bà là các ông luôn cho nó quen mồm ấy mà. Anh bao giờ anh đẹp răng? Không, chả bao giờ anh có ý định đẹp răng cả, bởi vì anh thích nhất hàm răng của anh mà. Cười một cái là kiểu cả thế giới rung chuyển. Dạo này anh xem phim gì không anh? À, anh mới xem phim Những Vị Thần Ai Cập xong, anh thấy bộ phim này vô cùng tuyệt vời, hay vãi nhìn. Anh có ý định học tiếng Anh không? Chắc định là anh phải học tiếng Anh thì anh mới ra trường rồi. Trường anh nó yêu cầu ra trường phải 5.0 IELTS em ạ. Anh dễ thương kinh khủng ý. Ô, cảm ơn. Học báo chí dễ xin việc không anh? Thật ra nói về vấn đề xin việc với mọi người là mình nghĩ học trường nào cũng có xin việc hết. Căn bản là do mình. Nếu mà mình một người tài giỏi, một người có năng lực, một người mà người ta nhìn thấy ở mình có sự phấn đấu, một người người ta nhìn thấy mình ở sự có sự kiểu là vươn lên, thì người ta sẽ chắc chắn sẽ chọn mình. Hoặc với những con người mà kiểu mà học xong ra kiểu chả biết làm gì hay là như thế nào đấy, thì người ta nhìn vào đi chắc chắn mình chẳng chọn. Thế mình kiểu mình chọn một món ăn đi em. Em bao giờ có phải chọn món ăn ngon đúng không? Cho các chọn món ăn chán không? Đấy là điều không thể. Anh Tun làm lé đi anh. Làm lé là làm sao? À lag á? Anh ở chỗ nào Hà Nội vậy? Anh ở Cút Tử Giám Hà Nội em nhá. Tun ơi sao tự nhiên không thấy em đâu? Ơ bị lag à? Anh ở đâu? Anh ở Cút Tử Giám Hà Nội. Bạn ghét môn nào nhất ở cấp 3? Kẻ thù số 1 của mình chính là môn tiếng Anh. À mình chơi. Mọi người ơi 47 phút rồi mình phải đi ngủ rồi. À không phải mình phải đi ngủ, mình đến giờ phải xem phim rồi. Cảm ơn mọi người nhá. À mọi người có thể share clip này của mình thay vì lời cảm ơn được không? Bởi vì mình không chào được hết mọi người đâu. Thôi nói chuyện thêm tí nữa nhá. Cho đến 40 rồi mình tắt. Bố mẹ anh Tun đâu chả bao giờ thấy. Tất nhiên là anh chả bao giờ cho bố mẹ anh vào hình rồi. Bao giờ anh phải ở nhà mình thì anh phải làm mà chứ. Nói thật anh ấy, nói thật với mọi người, kiểu bố mẹ trái đất của anh kiểu kiểu trẻ ấy. Bây giờ bố mẹ anh có bao nhiêu nhỉ? 42 với cả 44 tuổi thôi, vẫn còn trẻ á. Nên mà kiểu mình có bố mẹ trẻ như thế mình cảm thấy thoải mái lắm. Còn nhiều gia đình bây giờ ấy, anh thấy kiểu bố mẹ kiểu lớn tuổi rồi đặt nặng cái việc con là phải thế này thế nọ thế kia, mày phải nghe tao, mày phải thế này, mày không được đứa này, mày không được chơi với đứa kia, mày thế này thế nọ. Anh cảm thấy như thế là làm đứa con nó trở nên áp lực hơn, nó trở nên kiểu bị kiểu túng quẫn đầu óc ấy, kiểu chả nên. Chào mọi người nhá. Bằng tuổi tôi mà giỏi vãi dày ý. Tôi giỏi gì đâu. Những điều tôi làm được là những cái điều mà ai làm được mà. Anh chơi game bài đổi thưởng không? Chơi. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Bye bye. Anh ơi bí quyết nói chuyện tốt là gì hả anh? Bí quyết nói chuyện tốt á? Anh khuyên một câu chân thành. Nói chuyện tốt thì đơn giản là em hãy đến lớp và em vỗ vào vai đứa bên phải, vỗ vai đứa bên trái, kéo bọn nó lại với nhau và em nói chuyện. Em nói chuyện riêng càng nhiều thì em tỉ lệ thì em chém gió càng cao, mà em chém gió càng cao thì em sẽ nói chuyện kiểu đuột đá thôi, không bị cứng họng ạ. Anh thích học văn không anh? Anh thích học văn lắm. Mặc dù anh học giỏi toán nhất nhưng mà anh lại thích học văn nhất. Bởi vì sao? Bởi vì anh luôn quan niệm là những cái điều mà mình học trong môn văn không chỉ đơn giản là mình đem đi thi mà đơn giản là mình đem đi sống nữa. Môn văn một năm mình một năm rồi mà anh không học văn ấy mà anh vẫn nhớ như in năm lớp 12 mình học cái gì, mình học như nào, bài đấy như nào, mình cảm nhận như nào, mình cảm thụ như thế nào. Đó là những điều mà văn chương đem lại với mình. I like văn. Tại sao biết tôi hết nước, giỏi quá, quan tâm tôi dã man luôn. Mọi người hỏi nốt đi. Còn 6 phút nữa mình tắt. Chào tạm biệt bằng tiếng Thái đi rồi. Chào tạm biệt. Nắp thọc là thăm na. Bị khóc là thăm lo. Nói tình ấy, đừng tin nhá. Chúng nó đánh nhau thì sao ạ? Ơ sao tự nhiên lại hỏi chúng nó đánh nhau, anh chả hiểu gì cả. Anh thi đại học được 3 điểm, anh thi được 23 điểm rưỡi. Được nghỉ hè rồi à? Không, anh chưa được nghỉ hè, 2 tuần nữa anh mới thi cơ, mệt quá. Anh em mình hôm nay làm vlog chung đi, cũng có cả 2 cái vlog rồi. Ô, ông có thể inbox tôi mà tôi không biết à, tôi có thể bàn với ông. Tun còn trẻ mà nói chuyện triết lý vãi người lớn quá.
Tôi nói thật ý, nhiều người gặp tôi ngoài đời bảo tôi là trẻ con lắm. Nhưng mà tôi nói thật với mọi người, chẳng qua là kiểu cái tâm hồn của mình ấy luôn luôn kiểu nó tươi trẻ ấy, thì thành ra con người của mình bao giờ nó cũng yêu đời thôi, chứ không phải là mình chưa từng trải cái gì đâu. Thật ra là mình bán hàng này, nhà mình ở đây này, nhà mình ngay Văn Miếu ấy, mình tiếp xúc với rất là nhiều người, mình bán hàng mình gặp rất là nhiều loại người. Nhưng mà chẳng qua là mình chắc chắn là mình có khi mình cái điều mà mình hiểu, mình biết còn nhiều hơn những cái điều mà anh chị đã tiếp xúc, nhưng mà mình không muốn nói ra. Mình bảo vâng em trẻ con được, nhưng mà các anh chị chẳng bao giờ các anh chị lừa được em đâu, chẳng bao giờ các anh chị làm được cái gì em đâu. Đấy là những cái điều mà mình sống như thế, mình đã sống kiểu như nào mà mình luôn cảm thấy thoải mái nhất. Cuộc đời luôn là màu hồng, chỗ nào nó màu đen ấy mình tô lại cho nó màu hồng. Em chúc cho chị Hoài Vũ ngủ ngon nhá. Ông không ngủ, ông không muốn ngủ à? Không, tôi phải tầm 1-2 giờ tôi mới ngủ được cơ. Bí quyết thi đại học tốt của anh là gì? Bí quyết thi đại học tốt của anh là học thật là chú ý lắng nghe ở trên lớp. Thế thôi, anh nói thật anh chỉ chú ý lắng nghe trên lớp thôi. Chả bao giờ anh về nhà làm bài tập đâu, anh nói thật danh dự luôn. Đẹp dai thế này ăn đứt dây hàng. Thôi không dám nhận đâu ạ, không dám nhận đẹp dai đâu ạ. Cảm ơn mọi người khen thôi nhưng mà em không dám nhận đẹp dai đâu ạ. Anh là xì ke à? Xì ke là nghiện á? Kiểu nghiện mà được béo trắng tốt này tốt quá. Anh cười đi ạ. Nhà anh bán gì đấy để gặp anh Tun ngoài đời? Nhà anh chẳng bán gì cả. À, có anh bán đồng hồ ở trên Instagram. Mọi người có thể lên Instagram đánh chữ đồng hồ giá rẻ sẽ thấy sốc của anh. Anh bán được 2 năm rồi chứ anh không phải tranh thủ cơ hội nổi tiếng để kinh doanh đâu nhá. Anh học đại học. Anh học đại học trường nào thế? Anh học báo chí và tuyên truyền. Làm thế nào để duy trì tình cảm trong gia đình ạ? Em hãy là một người trân trọng gia đình, em hãy là một người yêu gia đình, em hãy là một người em chẳng, anh xin lỗi, em chẳng phải người như nào cả. Em hãy yêu những gì mà người ta đem đến cho em thì em sẽ giữ được hạnh phúc gia đình hơn. Bí quyết ngủ muộn mà da vẫn đẹp là gì thế? Đây, lúc nào kè kè cũng cốc nước bên cạnh đây. Cấp 3 anh học trường nào thế? Anh học viện Đống Đa. À, quên mất lại học viện. Anh học trung học phổ thông Đống Đa. Chị để nhận thông báo từ tôi này nha. Em cảm ơn mọi người. À, mọi người có thể nhận thông báo của mình như ở góc này hay góc này đấy này. Để khi nào mình live phát là mọi người lên bắn tỉa với mình luôn. Chúc em ngủ ngon đi. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Anh Tun dễ thương. Này ơi, chúc em ngủ ngon đi. Mọi người ơi, mọi người có thể share clip này của mình thay như một kiểu lời chúc ngủ ngon hay là lời chào là không, bởi vì mình không thể chúc hết mọi người được. Cảm ơn mọi người nhá. Sao da anh không bị mụn? Chỉ đơn giản là sao nhỉ? Chỉ đơn giản là anh nghĩ là kiểu anh một phần là do theo gen đấy em ạ. Bởi vì kiểu nhà anh trái bị mụn cả. Đống Đa ở gần Cát Linh đúng không? Đúng rồi, Đống Đa. Không, Đống Đa ở, đúng rồi, cũng gần Cát Linh. Đống Đa ở trên đường Tôn Đức Thắng không ạ? Trả lời chị về một vụ nghìn đi Tun. Bí quyết gì mà em nói hay và chuẩn ý chị như vậy? Chị ạ, những cái điều mà em nói ra là những cái điều mà em chiêm nghiệm và trải nghiệm từ thực tế đời sống này để em làm clip. Thật ra là em nói được ra những cái điều mà em cảm thấy từ trong lòng thôi. Như kiểu em đang chia sẻ với mọi người như bây giờ này. Thì em thay vào đấy là em cầm cái điện thoại lên mà em quay clip. Đấy, đơn giản thế thôi. Thường mấy giờ anh ngủ ạ? Anh hay ngủ vào lúc 1 giờ, không, 12 giờ 36 phút. Anh nói chuyện giống Huy Cung lắm. Tại sao lại là giống? Mỗi kiểu không phải đâu. Kiểu lúc đầu kiểu chơi với nhau xong kiểu bây giờ kiểu tay chân kiểu nó cứ múa loạn xạ lên ấy, mệt lắm. Nhà em gần nhà anh đấy. Gần à? Không là sang đây chơi đây, sang đây cho ăn cơm gà. Tun thử cười điệu cười nhân hiệp xem. Chị ơi thông cảm, kiểu mặt em kiểu nó không nhân hiệp đâu, mặt em kiểu nó hiền lành tử tế quá. Em bị thích cách nói chuyện của anh, rất tự tin. Em muốn được như vậy. Em ơi, mình hãy kiểu cố lên. Lúc trước kiểu anh không bao giờ kiểu mọi người bảo anh là anh ơi anh like cái này đi, anh live stream đi. Anh nói thật với mọi người là anh bị ngại đám đông, anh sợ đám đông cực, kiểu anh sợ những cái ánh mắt ấy. Bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa kiểu mình cũng là một thằng mà vô cùng xấu, vô cùng ngọc rốt. Và những cái ánh mắt này nó dành cho mình là những cái ánh mắt kiểu khinh bỉ, khinh thường lắm. Còn bây giờ kiểu mọi người dành cho mình có thể là những cái ánh mắt mà yêu thương, nhưng mà mình vẫn ngại đám đông. Còn bây giờ, đấy là hồi trước, còn bây giờ kiểu mình không ngại nữa rồi. Mình có thể nói chuyện với mọi người một cách tự tin và chân thật nhất. Một tiếng rồi à? Chào mọi người nhá, bây giờ là 10:40 và mình phải đi ngủ rồi. Bye bye. Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.